Ayo, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay như các bạn thấy ở đây thì mình có một cái món đồ chơi mới nha các bạn. Thì ở đây mình có một cái chiếc xe PUBG Nitro nha các bạn, chạy xăng á. Và tỷ lệ của con này chính là 1:8 nha các bạn. Đấy, khá là bự luôn. Mình để lên các bạn, mình mà nó muốn hết cái bàn của mình luôn các bạn. Thì cái con này là mình mua cũ lại nha các bạn. Ở đây thì bánh cũ hết trơn rồi. Mình có một bộ bánh mới nhưng mà tiếc các bạn, chạy cho nó hết cái bánh này mình mới thay cái bánh mới vô. Nhìn về phần bề ngoài thì cái body này nó hơi xấu các bạn. Mình thấy cái này nó hơi xấu nên trong tương lai mình sẽ sơn hoặc là dán decal lại cho nó đẹp nha các bạn. Nhìn gì thì nhìn nó cứ diêm dúa như thế nào ấy. Mình sẽ mở cái phần body này ra, mình review cái phần bên trong cho các bạn xem nha. Đây các bạn, thì đây là cái phần nội tạng của em nó nè. Thì nhìn cái phần nội tạng ở trong thì nhìn khá là phức tạp luôn. Như ở đây thì chúng ta sẽ có một cái con servo lái nè. Để con này sẽ lái cái phần cầu trước. Còn đây là cái con servo sẽ có nhiệm vụ tăng ga và thắng nha các bạn. Đấy. Đây. Khi mà nó kéo cái này nó mở ra thì là lên ga các bạn. Còn mà thắng thì nó sẽ kéo như thế này, kéo ngược lại. Thì nó sẽ giúp cái xe của chúng ta thắng cứng lại luôn. Đấy. Còn về phần này, đây chính là cái hộp để chúng ta để pin và để cái RX vô nha các bạn. Đấy. Thì khi mà chúng ta chơi xe xăng như thế này thì cái kênh 1 chúng ta sẽ ghim vô cái con servo lái, còn kênh 2 chúng ta sẽ ghim vô cái servo này nha các bạn, cái servo ga, chỉnh ga. Còn về phần nguồn thì chúng ta sẽ cấp nguồn 5V vào trong cái chân VCC này các bạn. Đấy. Phía sau cái hộp này nó sẽ có một cái công tắc để chúng ta bật tắt cái nguồn vào cái RX này các bạn. Để mình bật lên cho các bạn xem nè. Đấy. Thì cái RX của chúng ta nó sẽ được cấp nguồn. Còn về phần cục máy thì ở đây là cái cục máy Vertex 21 này các bạn. Kèm theo cục máy thì chúng ta sẽ có một cái lọc gió nè các bạn. Đấy. Còn đây là cái bình xăng. Còn đây là cái bô nè các bạn. Để khởi động cái máy này thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dây giật nè các bạn. Giống như mấy cái máy gắt cỏ ấy. Đây để mình giật cho các bạn nghe nè. Đấy, thì chúng ta sẽ giật cái này để chúng ta khởi động cái máy xe lên. Trên cái cục máy thì chúng ta sẽ có những cái con ốc chỉnh xăng, chỉnh gió các thứ nè các bạn. Cái này thì mình cũng chưa gành lắm, chưa có dám nghịch các bạn. Về phần phuộc trước và sau thì rất là êm. Đấy. Nó có mấy cái nút chỉnh để chúng ta tăng chỉnh luôn nè các bạn. Đây, cái này chỉnh cái độ cao thấp của phuộc nè. Còn đây có những cái lỗ như thế này, chúng ta chỉnh cái phần phuộc luôn. Một điều mà mình rất là thích ở cái xe này đó chính là những cái chi tiết cơ khí này nè các bạn, nhìn rất là đã luôn. Phần bánh găng chuyển động các thứ đều tất cả là đều kim loại hết nha các bạn. Một điều nữa rất là gây kích thích luôn khi mà chúng ta chơi cái xe xăng này chính là cái động cơ máy nổ. Thì chạy ra âm thanh là thứ nhất, thứ hai là chúng ta có thể nẹt bô nè luôn, rất là vui nha các bạn. Đối với cái xe này thì mình đã lắp cái RX của cái tay này nè các bạn, tay AX5S vào rồi. Bây giờ mình sẽ bật lên, mình thử mấy cái servo cho các bạn xem nha. Còn nổ máy thì mình sẽ đi ra ngoài mình nổ, chứ trong đây ồn lắm các bạn. Đây. Đấy là về cái phần chuyển hướng, còn về phần ga này các bạn. Ok các bạn, thì đó là cái phần giới thiệu sơ sơ của mình về cái xe xăng 1:8 của mình thôi. Bây giờ mới là cái phần quan trọng nè. Mời các bạn theo mình đi ra cái đại lộ Vòng Cung ở quận 2 thử cái xe này nha các bạn. Ok, đi thôi. Give it to our friends. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby,
Ok anh em, thì chơi con này cảm giác chỉ gói gọn cho một chữ là phê thôi anh em, rất là phê luôn. Nice. Chơi rất là kích thích nha anh em. Đấy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Nếu anh em thích cái xe này hoặc là thích cái video này thì hãy để lại một like, một bình luận, đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì anh em like nhiều, đăng ký nhiều thì sau này mình sẽ quất luôn cái máy bay xăng nha anh em. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.